Xin chào mọi người, hôm nay thì mình chủ nhật mình với chồng con mình đi đến tiệm Panda Buffet. Mình ăn thì mời mọi người hãy cùng đi với mình nhá. Đây mọi người, đây là các đồ ăn đây là tôm salad bánh lạc rang kẹo ở đây gần 200 bottom có 15 đồng một người. Mình đi ba hai vợ chồng với đứa con trai mình hết có. Đây là bánh chả giò kim chi bánh bao đấy, cà chua. Là bánh khoai chi cá chiên ớt bắp tích cờ sữa giò bánh mì đồ xào nhá, bóc lì các kêu xào bún xào cơm chiên.
mọi người, nên là đây là đĩa dessert này, nó có chuối trắng miệng, có chuối này, có dừa, bánh chuối kẹo lạc này, đó, kẹo lạc. Mình thích cái lạc đúng không? Dầu. Có cả lạc rang muối. Này là nước tiểu Việt Nam. Ngon. Đi ra ăn nó cũng rẻ lắm mọi người, qua 15 đồng 49 sen một người, ba người hết 40 thôi nhờ, 45 đồng, hai vợ chồng với đứa con hết 45 đồng. Đó, hãy nấu ngon lắm. Trời nóng quá, cũng ngại vào bếp nấu xong không ăn nhiều quá. Thì đa ra này ạ, muốn ăn cái gì ăn. Mình tạm dừng video tại đây. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết cái video đi ăn buffet Panda của mình nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy comment ở dưới video để mình có thêm động lực ra nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.